chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống của Việt Nam. Cảm ơn các bạn những ngày qua đã theo dõi kênh YouTube của mình. Và các bạn nhớ là đăng ký kênh và nhấn nút like để và chia sẻ kênh của mình nha, để mình có thêm động lực để làm những video tiếp theo dành tặng cho các bạn và chia sẻ những cái đời sống thường ngày của người Việt Nam. Có một vấn đề rất là đau đầu, các bạn có biết gì không? Tất cả những bà nội trợ đều như nhau hết, đó là xin hôm nay mình sẽ ăn món gì, nay mình đi chợ mình mua gì đây, rồi nấu món gì cho gia đình ăn. Đó là một nỗi lo rất là lớn. Các bạn nam đừng nghĩ phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu ăn là đơn giản, có gì đâu, ra chợ mua đồ ăn về nấu. Nhưng mà sai lầm nha, vì khi mà nấu ăn là người phụ nữ phải suy nghĩ rất là nhiều trong đầu, phải làm món gì ăn, làm món gì cho hợp khẩu vị với gia đình của mình, và món gì nhanh gọn lẹ, hoặc là những món gì mà gia đình mình thích, người thân yêu của mình thích. Rất là khó nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, và hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một món, đó là chuột đồng chiên xả. Ôi trời ơi, nghe nói mà chảy nước miếng luôn rồi. Vì cái món chuột đồng này hồi xưa là mình rất là thích. Những khi mà ở dưới miền Tây á, mỗi lần cắt lúa là mấy cô chú mà cắt lúa người ta sẽ dí cù đó các bạn, thì có rất là nhiều chuột. Và hồi xưa hồi lúc nhỏ mình còn nhớ là mấy cô chú còn làm món bánh bao nhân thịt chuột. Hồi xưa ăn rất là ngon luôn và bây giờ cũng thế. Nên xin mời các bạn vào bếp với mình nha. Bây giờ các bạn bỏ muối vô nhiều, thịt nhiều vô, xong mình bóp, rồi bắt đầu mình rửa nha. Mình bóp sạch, thật sạch, xong mình rửa vào với cái nước lạnh đó. Rửa chừng 2-3 nước cho nó sạch hết, nó không còn có màu đỏ nữa. Các bạn nhớ phải rửa kỹ nha, tại vì chuột mà mình muốn an toàn mình phải rửa cho kỹ. Bóp nhiều muối lên và bắt đầu đó, rửa sạch thì các bạn có thể rửa bỏ qua một bên cho nó ráo nước. Sau khi ráo nước xong thì các bạn mình lấy sạch kéo, mình có thể cắt ra làm đôi vừa với phần ăn của gia đình mình. Các bạn sẽ có được những miếng thịt ngon lành như mong muốn nha. Và bây giờ tiếp tục thì mình sẽ làm gì ta? Đập tỏi. Đập tỏi ra để mình bằm cho nó thơm, mình ướp vô cho nó thơm cái gia vị của mình đó. Mình học được hồi xưa là mình đi làm cho một cái nhà, cái cô đó thì cô đó chiên gà, cánh gà chuyên môn bỏ hạt nêm cà no. Những cái ủa cô bỏ này làm gì, thì cô đó mới chỉ cho mình là bỏ vô như vậy á, nêm nếm như vậy thì lúc mà mình chiên lên nó sẽ có cái màu rất là đẹp và nó đậm đà, nó vừa ăn với mình nha. Cho chút xíu bột ngọt, mình thì không thích xả bột ngọt. Rút lên luôn á, ướp chừng 15 phút nha các bạn, rồi mình chiên. Dầu của mình nóng thì bây giờ mình bỏ chút xíu bơ, bơ vô, tại vì mình muốn chiên bơ quá, chiên bơ cho nó thơm, có chút xíu mùi vị bơ cho nó thơm. Các bạn làm thử đi nha, rất là ngon. Wow, món này rất là hấp dẫn mấy anh miền Tây đây. Người miền Tây là rất là thích ăn món này. Đây là món chuột đồng. Và mình chờ cho nó tan thì mình sẽ bỏ chuột vào, mình chiên chiên cho nó giòn lên nha các bạn. Thơm lắm, giống như là chim cút vậy đó. Dầu đã nóng rồi đó, mình bỏ vô ha. Thơm quá, thơm lắm luôn, tại vì trong đây mình có ướp sả, ướp tỏi nè các bạn.
và đặc biệt là có bơ. Các bạn nếu mà chiên, các bạn bỏ bơ vô, cái mùi nó thơm giống như chim cút chiên vậy đó. Wow, rất là đặc biệt luôn nha cả nhà ơi. Chiên thành hai mẹo quá. Chờ xíu nha, cho nó sôi lên, tăng nhiệt độ. Đó, bây giờ nó vàng như vậy rồi nha. Chờ cho nó vàng chút xíu nữa là được rồi nha các tình yêu ơi. Quá. Và mình sẽ ăn với cơm trắng nha cả nhà. Đây, cơm trắng của mình. Chỉ có cơm trắng không, chẳng có cái gì ngoài cơm trắng hết. Xin mời cả nhà cùng ăn thịt chuột với mình nha. Mình sẽ ăn để coi cái vị nó như thế nào. Nhìn hấp dẫn quá à. Đây này. Cái miếng thịt các bạn nhìn không, chiên nó vàng. Rất là ngon. Nếu mà bạn nào mà thích, các bạn không thích ăn, các bạn muốn ăn đậm đà hơn thì có bỏ thêm gia vị lên nha. Tại vì mình ăn lạc nên mình chỉ ướp nửa muỗng đến một muỗng cà phê hạt nêm là được rồi. Món này các bạn cũng có thể chấm với muối tiêu chanh. Cũng rất là ngon. Ngon lắm. Các bạn có thể ăn kèm với rau salad nè. Thèm lắm. Bữa giờ thèm mà chưa được ăn. Các bạn cũng có thể ăn với dưa leo, trái dưa leo nhỏ 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 như vậy nè. Mình mua lại trái nhỏ và ăn nó giòn đúng không? Món chuột này chiên với bơ, cái mùi rất là thơm. Các bạn ăn cảm giác giống như là chuột cúc roti ấy nhỉ. Ngon lắm mọi người ơi. Chuột này cũng không có rẻ đâu, cũng 95.000 một ký đó. Rất là ngon. Mình ăn cái mình đó đi. Cái mình là ở trong cái mình lại có gan nè. Nãy mình ăn cái đuôi rồi, còn cái chân nè. Rất là ngon. Ăn giống như là cúc chiên bơ. Ngon, giòn, ngon lắm. Con nhỏ nhỏ rồi ăn mới ngon. Nếu mà chục đồng mà con lớn ăn không ngon. Mình thì mình không chấm gì hết. Mình chiên về mình ăn được rồi. Chuột nó nhỏ nha, cái xương rố rố rố. Nếu bạn
bạn nào chưa biết ăn con này thì các bạn ăn thử đi, rất là ngon luôn. Vì mình là dân miền Tây nên mình ăn mấy món dân dã như vậy. Chắc là hôm nay hơi bị tốn cơm. Mình sẽ lấy thử chút xíu nước tương, mình chấm thử coi mùi vị như thế nào ha. Nước tương mình lấy rồi, mình chấm thử coi ha. Chấm nước tương cũng có cái vị ngon của nước tương. Ngon các bạn. Vì lúc trước là mình ăn chấm với muối tiêu chanh, nhưng mà bữa nay chấm nước tương cũng ngon. Ngon quá, ngon lắm cả nhà ơi, cái này là mình nói thật lòng á, rất là ngon luôn. Hy vọng là các bạn sẽ làm món này ngon để cho gia đình mình thưởng thức ha. Món này chỉ có miền Tây có thôi, các bạn có thể mua, nhờ người quen mua ở dưới miền Tây nha. Thịt rất là ngon. Ăn gan cho lớn nha. Chấm nước tương có bộ có lý. Thịt giòn thơm, thơm mùi bơ, thơm mùi sả, nó hòa quyện vào với nhau. Mình các bạn có thể làm những món này đãi khách hoặc là cho chồng cho con nhậu, chắc phải hết chục lít nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau. Bye bye. Good night.